MU vs Real Sociedad, cơ hội cho Ronaldo tỏa sáng. Cristiano Ronaldo sẽ lần đầu lĩnh sướng hàng công MU ở sân chơi Europa League khi huấn luyện viên Ten Hag dự định soi tua đội hình chạm trán Real Sociedad. Giới truyền thông xứ sương mù tiết lộ, Erik Ten Hag có thể thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát ở trận mở màn Europa League 2022-2023 với Real Sociedad. Bởi quỷ đỏ đang trỗi dậy mạnh mẽ sau khởi đầu thảm hại. Chiến thắng trước Arsenal là trận thứ 4 liên tiếp họ ca khúc khải hoàn tại ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Ten Hag hy vọng MU tiếp tục duy trì đà hưng phấn trong ngày ra quân cúp châu Âu. Đây cũng là cơ hội để nhà cầm quân Hà Lan thử lửa các nhân tố dự bị. Cristiano Ronaldo sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Europa League ở tuổi 37, khát vọng chinh phục Champions League tạm thời gác lại và CR7 cần chứng tỏ cho Ten Hag thấy anh sung mãn thể lực và sẵn sàng chiến đấu giành lại vị trí chính thức. Tân binh Martin Dubravka có trận ra mắt màu áo mới, thế chỗ để hè trong khung gỗ. Bên cạnh đó, hàng tứ vệ quen thuộc mùa trước nhưng sa sút gần đây với Wan-Bissaka, Lindelof, Magui và Sa sẽ được trao cơ hội. Tương tự, hai bản hợp đồng bom tấn Casemiro cùng Antony cần thêm phút thi đấu để làm quen, bắt nhịp với các đồng đội mới tại Old Trafford. Mùa bóng 2022-2023 đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp Real Sociedad góp mặt ở vòng bảng Europa League. Đại diện La Liga lọt vào vòng đấu loại trực tiếp năm 2021 và 2022 nhưng không thể tiến sâu. Mới bán đi chân sút, chủ lực Alexander Isak cơ cho Newcastle nhưng sức mạnh Sociedad không bị suy giảm. Bằng chứng là họ giành được 7 điểm sau 4 vòng đấu và vừa khiến Atletico Madrid toát mồ hôi rời sân Rile Arena hòa 1-1. Real Sociedad vẫn sở hữu những cái tên dày dặn kinh nghiệm như David Silva, Mikel Merino kết hợp cùng các nhân tố trẻ giàu tiềm năng Zubimendi hay tân binh Sadik Uma. Quỷ đỏ bị xáo trộn về đội hình nhưng với Ronaldo, Magui và Casemiro họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn, tự tin hướng đến chiến thắng trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Tỷ lệ châu Á, MU chấp 3/4, 0, 3/4. Dự đoán, MU thắng 2-1. Thông tin lực lượng, MU, Martial, Pelisic và Brandon William tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương. Huấn luyện viên Ten Hag sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Magui, Lindelof, Fred, Casemiro hay Ronaldo. Real Sociedad, trung vệ Robin Lenormand vắng mặt vì rạn xương bàn chân. Mikel Oyarzabal, Martin Mullerlin cùng Carlos Fernandez vắng mặt do chấn thương. Đội hình dự kiến: MU, Dubravka, Wan-Bissaka, Lindelof, Magui, Sa, Casemiro, Fred, Van de Beek, Antony, Elanga, Ronaldo. Real Sociedad: Ramiro, Kurosawa, Zubeldia, Elustendo, Bruno, Mendes, Zubimendi, Merino, Silva, Sadik, Solot.